Đây là cặp thép 350, 1.300.000 một cặp. Vỏ gỗ côn 3.5. Cái đặc biệt nhất trong cái cặp thép này đó là cặp thép này nó có trang bị công tắc chỉnh kết nối với phân tần, có thể chỉnh được thép và siêu thép. Đấy, gạt lên này là siêu thép này. Đấy, gạt xuống là thép. Cái củ của cái nam châm này là 9 phân côn 3.5. Có cầu chì bảo vệ âm ly, bảo vệ cục đẩy. Đấy, đây là thép thành phẩm chống cháy, kèn vỏ gỗ. 1.300.000 một cặp, bao ship. Chúng ta có thể quan sát được cái nội thất bên trong và bên ngoài. 1.300.000 nhé, của 350. Đây là bản nâng cấp chất âm VIP. Anh em sở hữu cặp tép này thì sẽ được tép và siêu tép chạy song song, nên chất âm sẽ hay hơn tép bình thường rất nhiều lần, có thể gấp 4 lần. Nè, đây, có công tắc chịu dòng 15A. Rất là đẹp. 1.300.000 bao ship. Cái đặc biệt đó là anh em về được phép kiểm tra, không như quảng cáo thì không mua. Đấy, là cực kỳ là uy tín đối với chúng tôi rồi. Chúng tôi uy tín với rất nhiều anh em rồi, đối với toàn thể anh em trên toàn quốc. Loa thép thông minh và YouTube điện tử Phương Lưu là cái đơn vị cực kỳ uy tín, là một đơn vị cực kỳ uy tín đối với khách hàng trên toàn quốc. Rất đặc biệt trong kinh doanh đó là anh em mua cặp thép về là phải dùng được, chứ không phải mua về để chơi, về để ngắm. Không như quảng cáo thì hồi hàng luôn. Đấy, đây là cặp 1.300.000 âm ly cục đẩy chơi được tất. Củ này là củ 350 côn 3.5. Cho anh em xem kỹ này. Liên hệ Lưu Bắc Cạn để được phục vụ. Hàng này là chip bằng đường bưu điện và bảo hành cho anh em 1 năm. Liên lạc với toàn thể anh em, với toàn thể khách hàng trên toàn quốc là bằng đường bưu điện. Chúng ta có thể gửi. Anh em mua hàng thì liên hệ với mình. Tết nhất đến nơi thì anh em cần những cặp tép VIP để trang trí thì liên hệ. Đây là kèn vỏ gỗ cao cấp, cỡ 16 vuông. Không như quảng cáo thì không mua. Đấy, củ 350, 1.300.000. Cái chiều cao này là 22.5, chiều này là 18.5, chiều sâu này là 21.5. 16 phân vuông là cái phễu này. Kèn vỏ gỗ chống cháy. Anh em sở hữu cặp tép này thì lắp vào bộ dàn, chất âm nó sẽ hay gấp 4 lần loại tép bình thường. 1.300.000 một cặp. Cảm ơn anh em đã vào xem video. Nhớ đăng ký kênh để được phục vụ. Đây, số điện thoại mình đây, 0973 533 269. Anh em chụp lại màn ảnh. Ok nha.